Chào các bạn, hôm nay mình xuống ở An Thới đêm khuya nha các bạn. Giờ này cũng gần 12 giờ khuya, 24 giờ. Mình đi dài dài trên cái khu Địa Trung Hải ở phía bên hướng bên cáp treo. Các bạn chưa chưa xuống ga cáp treo thì mình quay cho các bạn xem cái khu này. Chỗ đây là cái tòa nhà mình quay qua, bên này đối diện của mình là chỗ khu Homemade, nguyên khu chung cư các bạn, lớn gì đó. Mặt kia mặt tiền các bạn, mình quay cái này mặt hậu, cũng nó mặt tiền nhưng mà mặt phía mặt sau. Xe của mình xuống, mình chờ có nhỏ em nó làm trong này chút xíu, nó đi ra mình đón nó về. Rồi có dịp mình quay cho các bạn xem ở đây. Ban đêm nhìn thấy vắng người yên tĩnh, thấy cảnh đẹp giống như ở châu Âu, nhìn không biết ở Phú Quốc nữa các bạn. Đây mình dài ra đường lớn nha các bạn, trong này thì xé đường thì lên với khu đô thị các bạn, xé đường cũng ngã tư nhiều. Em đi dài ra rồi xong cái mình đi ngược mình quay vô. Đây mình đứng ngay ngã tư, mình quay dài dài ra đây ngã tư. Đây bên trái hướng này hướng nam về An Thới, còn hướng này hướng ra Dương Đông. Mình để mình đi dài ra tới cái đường lớn. Giờ này cũng khuya lắm mà, ở dưới này nó vắng hơn Dương Đông. Dương Đông thì 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ khuya trên đường Trần Hưng Đạo mà nếu con đi xe không người. Giờ này lâu lâu thỉnh thoảng có một hai chiếc xe chạy qua đi lại đó, đường lớn này xe đang chạy đó, xe đang chạy đó là trên đường lớn đó, nhưng mà có con lươn giữa đó, đằng kia đèn xanh đèn đỏ, giờ này đèn xanh đèn đỏ dưới này nó tắt rồi, nó còn chớp chớp đèn vàng thôi. Đây khu dưới này người ta cứ kêu khu Địa Trung Hải nha các bạn, của tập đoàn Xanh Group các bạn. Đây mình ra đường lớn mình quay rồi. Đây hướng này mình đi xuống về dưới An Thới đó, bên đó là đường lớn đó, có ba con lươn, con lươn giữa, hai con lươn hai bên. Đó đường lớn xe đang chạy đèn sáng sáng đó. Ở đằng đó cũng đèn xanh đèn đỏ đó, nhưng mà giờ này nó còn chớp chớp đèn vàng thôi, nó tắt đèn xanh đèn đỏ. Mình đi dài vô trong, nãy mình đi trên vỉa hè, bây giờ mình đi dưới đường, tại đêm vắng mình đi dưới đường. Mấy tòa nhà này, một tòa nhà là cao 10 tầng nha các bạn, 9 9 tấm 10 tầng, chưa tính sân thượng, sân thượng là 11. Nên mình đi dài dài vô, mình quay một đoạn clip ngắn cho các bạn xem. Đây mình đang đi dưới đường các bạn, hồi nãy mình đi trên vỉa hè. Đó, ở trên mặt trăng bị mây che nó âm u quá, nó mặt trăng mà màu xám xám, trăng mà trời không có trong. Những căn nhà này người ta cho thuê hoặc bán luôn nha các bạn, mình có mua mình bỏ tiền đầu tư vô đây, mình ký gửi lại thì mình lấy được tiền lãi mười mấy phần trăm một năm. Mình muốn mua mình cho thuê cũng được đó. Đây người ta để mấy cái bảng thời gian trắng trắng, người ta cho thuê đó, số điện thoại hoặc là bán để trắng trắng dán trên cửa. Các bạn nhìn thấy giống ở châu Âu, khu nó vắng vẻ sạch sẽ đó, trồng hai bên hoa kiển. Đẹp lắm, vắng yên tĩnh.
Giờ này còn có hai chiếc xe, xe mình với xe 29 chỗ. Đây là ở đảo Phú Quốc, mình kêu khu chung cư các bạn. Chỉ có một khu chung cư một thôi, bây giờ chắc sau này cũng còn nhiều cái chung cư khác. Nhớ em mới ra, mình sắp sửa đón nó về. Bye bye nha. Hẹn gặp lại các bạn các clip sau. Bye bye. Chúc đêm các bạn ngủ ngon giấc nha. Như giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn các clip sau.